Má tay mình không có CC còn gì nữa, sao mình mệt hết trời. Anh thấy cặp bưởi em bự không anh đi. Mẹ mày xin mi ơi, cùng dâm sinh hoang tưởng hả em? Ai có cần anh cắm mắt ở đây cho em không? Khỏi cũng được. Khỏi đúng không? Để anh xem á. Coi em farm nhanh mà. Lên nào là bạn ơi. Má đi với AD thế giới luôn hả? Xin đích kỳ. Cót lại. Trời ơi, cái quy rồi. Má, cái quy vậy một. Đai luôn bạn ơi. Chết con rồi. Dì xuống luôn, chết dì xuống luôn. Chết cơm. Hai anh ơi. Thằng nào nữa? Hai liếm được em xe luôn không? Là ngon chứ. Bú được con xe, bú được thêm một mạng nữa. Nó đã. Lên top em đai. Đai được quả này nè. Ê mấy quả này đai, em đừng có gướng con này luôn. Em đi lên luôn biết không? À, giết xong cái quay này rồi gì? Rồi vô anh. Trời. Gấp rồi. Tự làm luôn. Ê chú trụ bắn mình nè. Sắp thách đấu chưa Ly à? Sắp rồi, còn mấy trăm điểm nữa lên thách đấu. Cụ thể là 500. Trời vậy là nhanh rồi mấy anh trai. 500 điểm là nhanh rồi đó. Gì lu lu luôn á. Có lu lu, có lu lu luôn á. Anh Quy đâu mà cho ông né. Đó, ai hèm Quy. Nếu mà gì nó xấu rồi đánh thua á. Rồi nó xấu mình chạy. Rồi, anh cho bộ anh chạy lại dí anh nè. Rồi, rồi chơi nè. Về luôn đi. Rồi, té luôn. Chưa thấy gì đâu. Sao nó mất bèo rồi. Rồi, giết về luôn. Ây da, chọc. Chơi luôn chứ bạn ơi. Gì lát luôn. Giết hết luôn. Con mít nó không lát luôn nha anh lệ. Mít nó đây nè. Con mít nó không lát nha. Các bạn liếm nó không được. Trời. Giò này quậy quá. Xui là giò này chết chứ không là qua đó không đi rồi. Lãi to. À, em thử quét solo gồng à. Anh bị điếc, anh bị gất mạng hả? Anh có đang chạy về chỗ không? Đang đứng im mà. Thôi, chạy về. Ôi trời, holy shit. Tất cả là tại võ lập. Ôi dạ. Tháng gì xuống rồi, phải đánh nhau rồi. Ăn rồi chết. Ui da, chết rồi. Giờ nhiệt độ chém đâu á. Má nó hồng. Xuống tiếp. Nguy dính là giết rồi. Em xuống rồi. Nhờ con đó hồi lại lát rồi sao ấy. Giết chiến nó không được anh. Má này Quy dở dữ trời. Ờ chú bơi nè. Quá ghê gớm, đó là Polo Tilly. Trời ơi. Thằng em kia tôi, nó kia tôi giống Guler. Anh em thấy giống không vậy? Thằng em tôi kia tôi giống Guler. Biển lửa đi dắt mũi. Thôi nha, thôi lại chạy người em. Trời ơi, quả đó là phải đánh với tôi luôn chứ. Bắn được hit nào hay hit đó. Đúng không cả nhà? Tại sao lại vậy? Phải chơi chứ. Giết thằng cục cất nắm hỏi này nè. Này. Anh nói lời nè em ơi. Tốt. Giờ xài tiền á, đông. Tốt. Ngầm luôn. Cơ bản là mấy anh trai.
Có gì đâu mà ác quỷ. Phải nói là trời ơi, cờ ly hồi xuân. Đã đa được luôn. Đai luôn. Nó mà đép bà đai đó. Nó mà đép bà đai. Gì bên này. Bên cánh nha. Nhưng mà mình dồn mới chết gì được. Gì mỏng. Hai em ơi. Mẹ nó chưa rưỡng quá. Rưỡng theo vô. Má bắn cái quỳ tưởng che tên. Ủa tưởng của ma không á. Úi chà 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 chà. Anh này có phải tuyển thủ chuyên nghiệp không mà danh S hay quá tưởng em. Holy shit. À, anh em mình lên đây xin mời à. Hay là sứ giả đi. Dạ chứ. Em về mình nhanh. Kéo sứ giả cho anh. Gì à, sắp chết gì luôn. Ê à, thằng này luôn nè, được không? Thằng này láo rồi. Vô kiếm luôn em ơi. Rồi bên này. Bánh mì kẹp thịt. Rồi, kẹp cục đá này nó cũng nặng. Bánh mì kẹp thịt nó rõ nha. Em lấy chùi vậy. Rồi, lập. Đây nè. Anh hello. Sau lưng. Cái mà. Chạy nha. Trời ơi, em hụt được cái quả này. Trời ơi. À, bực thật sự. Trời ơi, đập đầu kìa. Chị phải ngăn chiếm kênh. Đồ, nó chọc người ta. Em dẫn đi chơi mà phải ít người giúp nha. Tại e sợ của em giúp. Trời ơi. Cái mẹ vậy mà em hụt được. Trời ơi, anh có biết chỗ nào lãng mạn không? Em dẫn người yêu đi chơi mà phải ít người biết nha, tại em sợ vợ em biết hả? Em giàu quá. Má anh biết là anh đi rồi, anh đưa lượng mà anh chỉ quả dừa được. Anh mà biết là anh đi, anh giấu vợ anh đi rồi chứ. Đừng chạy mà em bắt cháo. Quy. Quy vậy đó. Ui da bà nội luôn em ơi. Cái rờ nó tuyệt vời. Anh em mình nhậu luôn con bà rồi. Ui da nó nám luôn rồi. Ui da. Nhà ai vậy? Nhà cái rờ của ai vậy? Liễu Văn Linh nha. Thì đó, cái kinh chat đó có mấy chị em phụ nữ xinh đẹp nè. Tầm này mà còn coi stream là chắc là ế rồi, nên hỏi cúng ba không? Ngu thôi, đừng có lì. Mà em thằng bắp này nói chuyện rất khó chịu nha. Mày đấm ai? Má này cái đế có đam luôn. Chạy! Cái gì anh kìa? Hết đồ. Anh được không? Em quay trở lại nè. Liếm gồng em ơi, nó chạy à. Ui da. Nhau vật chính nó làm ghê vậy. Tép luôn. Đây. Bắt vô nó dắt gì. Cho em chơi chơi với, chơi với. Lên đây mày. Tốt. Tốt rồi. Đầu hàng. Má mày sợ nó kì nè, nó ném mấy cái quỳ cứ ảo kiểu nào.